Mới đây, Chery đã công bố những hình ảnh về chiếc xe Furin T11, và nó lại một lần nữa khiến truyền thông nước này xôn xao vì ngoại hình khá giống mẫu xe Range Rover. Đáng nói, Chery là đối tác liên doanh của Jaguar Land Rover tại Trung Quốc. T11 là mẫu SUV hàng đầu của dòng Furin, một thương hiệu phụ của Chery hiện dành riêng cho các loại xe năng lượng mới. Cho đến nay, tất cả các xe sản xuất từ thương hiệu phụ này đều là PHEV, nhưng mẫu E06 sắp ra mắt hứa hẹn cũng sẽ cung cấp phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện. Chiếc xe chủ lực của Chery Furin có kích thước bao gồm chiều dài, chiều rộng, chiều cao là 5.150mm, 1.995mm, 1.800mm, trong khi chiều dài cơ sở là 3.100mm. Ở phía trước, T11 sử dụng hệ thống treo xương đòn kép, và ở phía sau là hệ thống treo 5 liên kết. Chiếc xe có 6 chỗ ngồi sử dụng bố trí 2-2-2. Về ngoại hình, điểm giống của Chery Furin T11 2024 mới với Range Rover nằm ở mặt trước. Đèn xe chạy dọc phía trước theo thiết kế xuyên sáng, cùng với hai phần mở rộng hình chữ C rủ xuống bao quanh cụm đèn pha. Lưới tản nhiệt với các giải chrome dọc, chiếc xe thực sự có một mặt trước rắn chắc cho đến chắn bùn dưới, nơi có một khe hút gió được bao quanh bởi nhiều chrome. Xe có tay nắm cửa dạng bán ẩn thay vì ẩn hoàn toàn, bánh xe đa chấu, có kích thước 20 inch, chắc chắn mang đến nét tinh tế cho T11. Ở phía sau, có một đèn hậu xuyên suốt với cụm đèn có họa tiết giống như sóng hình học. Thiết kế phía sau khá gọn gàng, với đặc điểm nổi bật duy nhất là cánh gió ở đường viền mái xe, cùng với một giải chrome phía trên đèn xuyên suốt, cùng với một giải chrome khác ngay phía trên tấm chắn bùn sau. Dựa trên các thông báo trước đó, người ta biết rằng mặt trước có màn hình tích hợp 30 inch và có màn hình 17.3 inch để giải trí cho hàng ghế thứ hai. Ngoài ra còn có tủ lạnh ẩn trên xe. Hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh và cùng với hàng ghế trước có chức năng sưởi ấm, thông gió và massage. Người ta tin rằng bản thân ghế bọc da có thể được điều khiển bằng giọng nói, cùng với các chức năng khác trong xe. Bên cạnh đó, T11 được trang bị LiDAR, cung cấp khả năng hỗ trợ lái xe ở mức độ hợp lý, được cho là bao gồm hỗ trợ lái xe trong thành phố NOP, và chức năng ghi nhớ vị trí đỗ xe. Về sức mạnh, T11 sử dụng hệ thống hybrid cắm điện Kunpeng Super Hybrid CDM của Chery bao gồm động cơ 1.5T và động cơ điện. Động cơ có hiệu suất nhiệt là 44%, công suất cực đại là 154 mã lực và có thể cung cấp mô men xoắn 220 Nm. Xe có thể trang bị động cơ điện phía trước và phía sau để cung cấp bố cục dẫn động 4 bánh thông minh. Phạm vi hoàn toàn bằng điện dự kiến sẽ là hơn 200 km, cùng với phạm vi toàn diện là hơn 1.400 km. Thời gian sạc từ 30 đến 80% được báo cáo là 19 phút. T11 được cho là có thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong khoảng 5 giây.